Do sai sót trong hạch toán, Lầu Năm Góc đã định giá giá trị vũ khí, đạn dược hỗ trợ cho Ukraine đắt hơn khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 21 tháng 5 xác nhận, Lầu Năm Góc đã hạch toán dư 3 tỷ đô la Mỹ giá trị viện trợ dành cho Ukraine. Ông gọi đó là một lỗi kế toán nghiêm trọng. Khi được hỏi liệu sai sót này có phải do sự thiếu giám sát đối với 37 chuyến vận chuyển vũ khí riêng lẻ và các đợt viện trợ khác tới Kiev kể từ năm ngoái hay không, ông Sullivan nhấn mạnh rằng sẽ không một đồng viện trợ nào của Mỹ bị thất thoát hoặc được phân bổ sai. Ông giải thích 3 tỷ USD đó không phải là một sự lãng phí. Vấn đề chỉ đơn giản là ở việc kiểm đếm số lượng thiết bị quân sự mà chúng tôi đã cung cấp cho họ. Cách mà Lầu Năm Góc đã tính đó là chi phí thay thế cho thiết bị mà chúng tôi cung cấp chứ không chỉ là chi phí thực tế của thiết bị đó. Ông nói thêm, khi điều chỉnh, chúng tôi phát hiện dư 3 tỷ đô la Mỹ, một khoản tiền mà chúng tôi có thể sử dụng để cung cấp nhiều vũ khí hơn nữa cho Ukraine. Ông thừa nhận, Lầu Năm Góc lẽ ra phải cung cấp con số chính xác về mặt kế toán trước. Mặt khác, ông khẳng định, những người đóng thuế ở Mỹ có thể tin tưởng rằng số tiền này đang được chi tiêu một cách hiệu quả và phù hợp. Trước đó, một số nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa nhiều lần chỉ trích về viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, với tổng ngân sách lên tới 37 tỷ đô la Mỹ kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm ngoái. Tuần trước, 19 đại diện và thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đã viết thư gửi Tổng thống Joe Biden kêu gọi ngừng hào phóng, với lý do có thể đẩy căng thẳng với Moscow lên mức nguy hiểm. Theo Dân Trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.